Đây là chương trình Sống Đúng Chánh Pháp, một nhu cầu căn bản của đời sống. Bảo Khanh, Diệu Hạnh xin thân ái kính chào quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay Thượng tọa Thích Viên Lý, anh Nhật Tường cùng Diệu Hạnh sẽ tiếp tục chia sẻ với quý vị những chương tiếp theo trong bộ kinh Tứ Thập Nhị Chương. Và qua sự chia sẻ này, chúng tôi hy vọng sẽ mang lại cho quý vị một cái nhìn cụ thể hơn và rõ ràng hơn về Phật giáo. Dạ kính bạch Thầy, hôm vừa rồi Thầy đã chia sẻ với chúng con chương 20 trong bộ kinh Tứ Thập Nhị Chương. Dạ con xin phép Thầy được tóm tắt nội dung của chương 20 như sau ạ. Dạ chương 20 Đức Phật dạy là phải biết quán xét sự huyển hóa của thân thể là vô thường, không có chủ thể, chỉ bao gồm 4 yếu tố mà thôi, đó là đất, nước, lửa và gió. Dạ và chương tiếp theo là chương 21. Dạ xin Thầy chia sẻ với chúng con nội dung của chương 21 là gì thưa Thầy? Dạ, Di Đà Phật xin kính chào quý vị, cảm ơn cô Chiều Anh. Chương thứ 21, thưa quý vị, Đức Phật dạy như thế này: người chạy theo dục tình để mong cầu danh tiếng, khi thanh danh nổi lên thì thân đã tiêu tan. Ham cái danh của đời thường mà không cố gắng học đạo thì chỉ uổng công nhọc sức, giống như đốt hương, khi người ta ngửi được mùi thơm thì nén hương đã cháy rụi, lửa hại thân, theo sát với danh tiếng. Thì cái chương thứ 21 này, cái ý chính mà Đức Phật muốn dạy là đừng có chạy theo danh vọng, bởi vì nếu chúng ta chạy theo danh vọng thì nó rất có hại cho cái việc học đạo của chúng ta, nó không mang lại cái sự lợi ích nào cả. Và có thể nói rằng lời dạy này là một chân lý. Nếu mà chúng ta hiểu được chân lý này thì chắc chắn là chúng ta sẽ sống một đời sống rất là an nhiên, rất là tự tại. Di Đà Phật và kính bạch Thầy, trong cái xã hội này nói chung là hình như ai nấy, tuy rằng nói là không ham danh lợi, nhưng mà ai nấy cũng đều có cái yếu tố mầm mống là ham danh ham lợi đó. Còn đặt giả sử như là trong cái cơ sở việc làm thì ai cũng có thể muốn là thăng chức, được tăng lương. Nhưng mà giống như trong kinh mà Thầy mới vừa nói thì Đức Phật dạy rằng là khi danh tiếng vừa nổi thì người đã mất rồi. Xin Thầy góp ý cho cái câu đó như thế nào? Ở đời đó, như anh Nhật Tường nói, ai cũng muốn được thăng lương, thăng chức cả. Đó là một cái thực tế của đời sống. Và chính vì cái sự ham muốn này mà con người đã trở thành một cái kẻ tàn nhẫn. Chỉ tìm mọi cái kế sách để hãm hại lẫn nhau, làm sao muốn dẫm đạp người khác xuống để mình thực hiện được cái mà mình gọi là cái sự hy vọng vào một cái tương lai nào đó. Nhưng mà trên thực tế thì tương lai chưa đến, quá khứ đã qua, mình chỉ sống ở trong một cái thời điểm hiện tiền, ở cái phút giây hiện tại. Nếu mà mình không sống với tất cả cái phút giây mà mình đang có mặt, mình chỉ chạy theo, rượt đuổi theo những cái ảo ảnh ở trước mắt thì chẳng khác nào một người đang bò trăng ở dưới đáy nước, đập gương để tìm bóng. Cái đó nó không có lợi ích gì. Sở dĩ có những cái cuộc chiến, những cái sự tranh chấp từ một cái tổ chức nhỏ đến tổ chức lớn là bởi vì do những cái tham vọng bất chính mà ra. Cho nên Đức Phật dạy là không nên để cho những cái dục tình, những cái tham vọng nó chi phối cái tâm thức của chúng ta, mà hãy dành thời giờ đầu tư năng lực để mà học đạo, bởi vì cái đó nó mới giải quyết được cái vấn nạn trong đời sống của mình và của tất cả muôn loài. Dạ, dạ xin cảm ơn Thầy. Dạ xin Thầy giải thích cho chúng con hiểu rõ cái lý do tại sao là khi mà nếu mà chúng ta tham danh thì chúng ta sẽ bị xa rời cái sự học đạo thưa Thầy. Dạ, bởi vì nếu mà chúng ta ham danh
thì chúng ta chỉ mãi miết rượt đuổi theo danh lợi. Chúng ta không còn thì giờ để mà nghiền ngẫm, tìm hiểu và thực tập chân lý. Chính đó là cái lý do tại sao mà Đức Phật muốn cảnh tỉnh chúng ta là hãy dừng lại, đừng mãi mê chạy theo danh vật, bởi vì cái đó nó không có cái lợi ích gì về lâu dài, mà nó cũng không đáp ứng được những cái nhu cầu trước mắt của chúng ta trong đời sống. Ngài đã đưa ra cái thí dụ về một cây hương. Cây hương khi mà đốt lên mà ở bên kia đường, họ nghe cái mùi hương thì cây hương nó đã cháy hết rồi, nó cháy tan. Thì khi mà chúng ta miệt mài để mà củng cố uy tín, tạo những cái huyễn danh, thì không biết bao nhiêu cái thương tích, bao nhiêu cái mối hại tiềm ẩn có, bộc phát có. Nó làm cho chúng ta phải sống trong một cái nỗi lo âu, trong một cái sự sợ sệt, trong một cái sự phiền muộn. Nghĩa là cái điều đó, bao nhiêu cái danh từ mà chúng tôi vừa trình bày không đủ để mà nói lên cái thực trạng khổ đau của đời sống. Cho nên Đức Phật dạy là đừng chạy theo danh vật, mà hãy nỗ lực tinh tấn để học đạo và hành đạo. Di Đà Phật, và kính bạch thầy, cũng để tiếp theo cái sự mà vừa rồi thầy đã mới dạy cho chúng con, thì Đức Phật dạy là đừng ham theo danh vọng. Nhưng mà có cái quan niệm chung rằng là bây giờ nếu mà chúng ta không ham theo danh vọng thì sống trong cái xã hội này phải có một cái mục tiêu gì để cho mình, để khích lệ mình, khích lệ tinh thần của mình. Nhưng mà nếu mình không ham theo danh vọng, tôi không muốn thành cái người này, không muốn thành cái địa vị này, thì có thể là mình có phải dậm chân tại chỗ không thưa thầy? Thay thế những cái tham vọng thấp hèn bằng những cái hành nguyện, bằng những cái lý tưởng cao vời của Bồ Tát Đạo. Bởi vì khi mà chúng ta tìm đủ mọi cách để chúng ta thỏa mãn cái lòng ham muốn về danh lợi, thì tất nhiên chúng ta sẽ tạo ra vô số tội lỗi. Chúng ta có thể giết cả hàng nhiều trăm ngàn người để chúng ta giữ cái địa vị của mình, như là trường hợp đang xảy ra ở tại Bắc Phi, ở Trung Đông. Chúng ta bất chấp cái sự khổ đau của người khác, miễn làm thế nào chúng ta duy trì được cái quyền lợi của mình. Cái đó rất là nguy hiểm. Mà sở dĩ thế giới này luôn luôn xảy ra những cái cuộc chiến đẫm máu là vì cái lòng tham lam của con người. Bây giờ thay vào cái lòng tham lam đó bằng cái hành nguyện. Chúng ta hành nguyện ở đây chỉ có biết hy sinh, chỉ có biết dâng hiến, chấp nhận những cái thiệt thòi nhất, kể cả cái chết. Mình chấp nhận cái sự chết để thế giới nhân loại được sống cuộc. Mình chấp nhận cái sự khổ đau để cho muôn loài được an vui, được hạnh phúc. Để chúng ta hãy cố gắng nung nấu cái hành nguyện mà vô lượng, tức là rất nhiều vị Bồ Tát cũng như chư Phật đã thực hiện. Cái đó là cái rất rất là quan trọng, bởi vì cái hành nguyện nó khác với những cái tham vọng thấp hèn. Khi nãy của Diệu Hạnh có nói về những cái chức vụ vân vân, phải không ạ? Thì cái đó là nó nhắc nhở chúng ta về cái điều mà người ta gọi là ý thức về cái trách nhiệm, về cái bổn phận. Chứ cái đó không phải là cái nấc thang để mình dẫm đạp lên cái sự khổ đau, nghĩa là trên những cái xương máu của người khác. Cái đó là cái rất rất là quan trọng mà chúng ta phải tri nhận để chúng ta tránh cái sự khổ đau cho bản thân và cho tha nhân. Dạ, xin quý vị tiếp tục giữ màn ảnh. Chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại của đài.